Xin chào các em học sinh khối 8 của trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong bài tập với chủ đề nhảy xa và chủ đề thể thao tự chọn bóng chuyền. Ở bài tập trước các em đã tập các động tác bổ trợ cho phát triển sức mạnh của chân và các bài tập bổ trợ cho kỹ thuật thể thao tự chọn bóng chuyền. Bài tập hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các động tác bổ trợ cho sự phát triển sức mạnh của chân và kỹ thuật thể thao tự chọn bóng chuyền. Sau đây, trước khi bước vào buổi tập, chúng ta khởi động, các em sẽ thực hiện bài thể dục phát triển chung. Động tác cổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, em xoay khớp cổ tay kết hợp cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đùi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, hai tay ra ngang, khớp khuỷu từ ngoài vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai từ trước ra sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ôi, hai tay chống hông, xoáy khớp hông. Từ phải qua trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gối, hai tay trong gối, từ phải qua trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi, chân trái bước sang ngang, ép ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nguyên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi, ép dọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Và thực hiện bước nhỏ tại chỗ.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chuyển sang nâng cao đùi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Bước chân trước ra sau, bật nhảy đùi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Vừa rồi chúng ta đã thực hiện xong phần khởi động. Sau đây, chúng ta sẽ ôn lại các động tác bổ trợ cho sự phát triển sức mạnh của chân để chúng ta chuẩn bị thể lực và sức mạnh để chuẩn bị cho hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Ở xoay, các em sẽ thực hiện kỹ thuật đà một bước, dậm nhảy bước bộ. Chúng ta sẽ để chân dậm nhảy về phía sau. Các em thực hiện đà một bước, dậm nhảy. Các em quan sát thể hiện. Các em vừa quan sát là kỹ thuật đà một bước dậm nhảy bước bộ trên không. Khi các em thực hiện để chân dậm nhảy phía sau, chúng ta bước chân dậm nhảy về phía trước. Tưởng tượng khi chúng ta đặt chân dậm xuống ván dậm nhảy thì các em đặt cả bàn chân, dùng sức bật của chân dậm bật cao với chân lăng về trước lên cao, đồng thời tay bên chân lăng đưa sang ngang co lên, tay bên chân dậm đưa ra trước gập vào khuỷu, sau đó chúng ta giữ thăng bằng, đạp thẳng chân dậm về sau, chân lăng rơi xuống trước và tiếp đất bằng nửa bàn chân, sau đó đến cả bàn chân. Em quan sát thầy thực hiện lại. Chúng ta cố gắng thực hiện dậm nhảy bật đưa cơ thể lên cao với người ra xa, và khi tiếp đất thì các em chủ động đặt nửa bàn chân trước, sau đó đến cả bàn. Khi tiếp đất thì khuỵu gối để hoãn xung, giảm chấn động. Chúng ta thực hiện lại động tác đà một bước dậm nhảy bước bộ trên không. Sau đây chúng ta sang động tác bổ trợ tiếp theo. Đó là thực hiện đà 3 bước dậm nhảy bằng một chân và rơi xuống hố cát bằng hai chân. Vì điều kiện ở nhà các em không có hố cát thì chúng ta thực hiện bước và lực dậm nhảy vừa phải. Khi chúng ta rơi tiếp đất thì các em cố gắng chủ động tiếp đất bằng nửa bàn chân trước của hai chân, sau đó đến cả bàn chân và chúng ta khuỵu gối rơi nhẹ nhàng xuống đất để tránh chấn thương. Các em quan sát thầy thực hiện đà 3 bước để chân dậm nhảy phía sau. Chúng ta thực hiện đà 1, 2, 3. Em quan sát thầy thực hiện lại. Chúng ta sẽ thực hiện đà 3 bước dậm nhảy bằng một chân và rơi xuống đất bằng hai chân. 1, 2, 3. Em quan sát thầy thực hiện lại một lần nữa.
1, 2, 3. Vừa rồi là thầy đã phổ biến với các em thêm hai động tác bổ trợ cho phát triển sức mạnh của chân. Đó là động tác đà một bước rộng nhảy bước bộ trên không, và động tác đà ba bước rộng nhảy tiếp đất bằng hai chân. Sau đây chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai là các động tác bổ trợ cho thể thao tự chọn bóng chuyền. Trong thể thao tự chọn bóng chuyền thì nội dung tập kỹ thuật chủ yếu của chúng ta là kỹ thuật chuyền bóng và đệm bóng. Sau đây chúng ta vẫn ôn lại hai kỹ thuật mà bài tập trước thầy đã hướng dẫn và cho các em ôn. Bây giờ chúng ta bắt đầu ôn lại. Trước tiên các em thực hiện động tác đệm bóng hay còn gọi là chuyền bóng thấp tay, thì chúng ta ôn lại kỹ thuật không bóng trước. Hai chân các em đứng rộng bằng vai hoặc hơn vai một chút, tay chúng ta đưa thẳng về trước, bàn tay nọ nắm bàn tay kia, hai ngón cái duỗi song song, nắm tay bẻ hướng xuống dưới, căng tay. Chúng ta thực hiện trùng gối, vì đây chúng ta đón bóng ở tư thế thấp cho anh em trùng gối thấp. Chúng ta thực hiện căng tay, chỉ di chuyển khớp vai. Các em chú ý, chúng ta chỉ di chuyển khớp vai kết hợp chân. Các em quan sát thể thực hiện, chúng ta bắt đầu cùng thực hiện. 1 2 1 2 1 2 1 2. Các em chú ý, khi chúng ta thực hiện đệm bóng, các em căng thẳng tay, hai tay tạo thành một mặt phẳng, và chúng ta để tiếp xúc bóng với góc độ khoảng 45 độ từ cánh tay sang thân người, thì quả bóng đến tay chúng ta sẽ bay ngược trở lại. Gần hay xa thì tùy thuộc vào lực của cánh tay anh em tác động lại quả bóng, và tùy thuộc vào quả bóng bay tới chúng ta với tốc độ nhanh hay chậm thì các em sẽ thực hiện phản lực lại với quả bóng, bằng cách chúng ta nếu bóng căng các em sẽ trùng gối hạ tay, sau đó các em đẩy gối và căng tay với bóng lên. Sau đây thầy sẽ thực hiện với bóng. Vì điều kiện tập luyện ở nhà, các em có thể có một số em có bóng ra, hoặc nếu không có bóng ra các em có thể dùng bóng chuyền hơi hoặc bóng bay. Vì thời điểm này thì chúng ta có thể là tập theo nhóm, thì các em có thể gọi mời một bạn cùng lớp đến tập với chúng ta thì hai người tập sẽ dễ hơn. Còn nếu chỉ có một mình thì các em sẽ tập chúng ta chuyền quả bóng thẳng để tạo cảm giác bóng. Các em quan sát. Vừa rồi các em quan sát, nếu chúng ta muốn đưa quả bóng lên thẳng hướng thì tay các em sẽ để vuông góc với thân người, chân vẫn trùng. Khi các em tiếp xúc quả bóng chúng ta để vuông góc với thân người thì quả bóng sẽ lên thẳng. Tiếp theo, kỹ thuật tiếp theo chúng ta thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay. Giờ trước thầy đã thị phạm và thực hiện mẫu rồi, bây giờ thầy sẽ thực hiện lại và yêu cầu các em quan sát và cùng tập.
ở nhà nếu điều kiện nhà bạn nào cho phép, chúng ta có thể ra sân tập, chúng ta chuyền bóng vào tường. Nếu như chỉ có một mình các em chuyền bóng vào tường, chúng ta thực hiện đứng ở cự ly cách tường khoảng 70 đến 1 mét. Chúng ta thực hiện đẩy từ chậm đến nhanh dần. Và các em thực hiện nhịp nhàng. Khi nào mỏi chúng ta nghỉ. Và các em cứ thực hiện nhuần nhuyễn thành thạo để khi chúng ta thực hiện không để quả bóng thấp xuống chán quá hoặc để quả bóng tụt xuống dưới cằm, và lúc nào các em cũng để quả bóng cách chán 10 đến 15 cm. Hai ngón cái chúng ta phải tạo thành một đường thẳng tiếp xúc quả bóng nhiều nhất, sau đó ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út, 5 ngón tay đều tiếp xúc với bóng nhưng mà theo tỷ lệ nhiều dần từ ngón cái đến ít dần đến ngón út. Vừa rồi là thầy hướng dẫn các em thực hiện các động tác bổ trợ cho nhảy cao, xin lỗi, cho nhảy xa và thể thao tự chọn bóng chuyền. Sau đây chúng ta vào phần thả lỏng. Các em thực hiện động tác vươn thở, chúng ta thả lỏng. Một, hít vào sâu. 2, thở ra. 3, hít vào. 4, thở ra. 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, các em cúi người, giữ tay hít thật sâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Ta thực hiện giữ chân, thả lỏng chân, đưa chân lên keo, thực hiện tập quất cho chân thả lỏng, tránh hiện tượng chúng ta bị đau cơ. Vừa rồi là các bài tập để keo ôn nâng cao sức mạnh của chân và nội dung thể thao tự chọn bóng chuyền. Thầy hy vọng các em vào mỗi buổi sáng hoặc khi chúng ta học bài ở nhà, lúc nào rảnh rỗi các em vào thực hiện quan sát hình ảnh thầy hướng dẫn các em tập theo để chúng ta có một kỹ năng về bóng chuyền và một thể lực tốt và tập các động tác bổ trợ cho sức mạnh của chân để cho chúng ta có một kỹ năng để chúng ta rèn luyện. Khi nào quay trở lại tập luyện trên sân thì các em sẽ có tốc độ, sức mạnh để chúng ta thực hiện được thành tích tốt trong kỹ thuật nhảy xa. Từ buổi sau thì trước khi vào học thì thầy sẽ kiểm tra trên hình để xem các bạn có tập luyện theo, thì khi nếu các em tập thì các em sẽ quay lại một đoạn video clip gửi cho thầy theo số Zalo 0912 986 288. Xin chào và hẹn gặp lại các em.